anh Trần Mạnh Tuấn. Có lẽ chúng ta sẽ gặp ca sĩ Hồng Nhung một chút để cùng trao đổi và chia sẻ quý vị khán giả. Vì chúng tôi đã giới thiệu Hồng Nhung là giọng ca được chính nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chọn để hát ca khúc của mình. Cho nên có một câu hỏi mà tôi tin chắc là các bạn khán giả cũng thắc mắc. Chị là người được tiếp xúc rất nhiều với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Có bao giờ nhạc sĩ chia sẻ hoặc là chỉ cho chị cách hát như thế nào mới hát đúng cái được gọi là chất của nhạc Trịnh hay không? Anh Sơn chưa bao giờ nói với Hồng Nhung là phải hát theo một cách như thế nào cho đúng cả. Mà chỉ khơi gợi để cho Hồng Nhung hát đúng với nhất với cái cách mà mình cảm với bài hát. Đúng với chính con người của mình, thật thà và rất là giản dị thôi. Hồng Nhung nhớ là như vừa rồi các bạn thấy đấy, là một bạn người Mỹ hát nhạc của anh Sơn. Tiếng Việt là chưa phải là rõ như người Việt, và nốt cũng có vài số nốt cũng sáng tác thêm hộ anh, nhưng mà rất tuyệt vời, bởi vì anh yêu nhạc của anh Sơn đến mức độ đó và hát bằng tấm lòng của mình. Nhung nhớ có một lần đi cùng với anh Sơn đến một nhà máy và để hát ấy, thì có một cô công nhân ở trong nhà máy cũng lên hát. Thế thì cô hát bài Như Cánh Vạc Bay mà nghe một lúc mới nhận ra, bởi vì là có cái câu là cánh vạc bay thì mới nhận ra là bài Như Cánh Vạc Bay. Nhưng khi cô hát xong và mọi người hỏi là anh Sơn thấy thế nào, thì anh Sơn nói là mình rất thích, bởi vì cô yêu nhạc Trịnh Công Sơn lắm, nhưng cô không phải là ca sĩ cho nên hát như một người công nhân hát thôi, nhưng hát bằng cả tấm lòng của mình, bằng tâm hồn là vốn chân thật của một người công nhân, và như thế là bạn đã hát rất đúng cách nhạc Trịnh Công Sơn rồi.